Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Bất Động Sản Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì hôm nay em sẽ đưa cho anh chị đi xem một lô đất ở Mỹ Gia. Đó, thì khu đô thị Mỹ Gia được gọi là khu đô thị cũng như là gần như là hoàn chỉnh ở thành phố Nha Trang rồi, nếu như anh chị nào có tìm hiểu. Còn những anh chị nào chưa tìm hiểu về khu đô thị Mỹ Gia thì có thể nhắn tin hoặc liên hệ em để em tư vấn chi tiết nha. Đó, thì hiện tại là em đang có mặt tại gói 5 của khu đô thị Mỹ Gia. Đó, thì bên kia sông là bên kia sông Quảng Trường là thành phố. Nói chung là khu Mỹ Gia thì cũng được gọi là thành phố Nha Trang, Nha Trang rồi đó anh chị. Đó, thì hôm nay em sẽ đưa anh chị đi xem một lô đất ở tại gói 5 Mỹ Gia, rất là đẹp. Đó, thì con đường này là con đường hiện tại là 16m. Đó, nối thẳng ra đường bờ kè sông Quán Trường. Đó, cái đường đó đường bờ kè đó anh chị, cái đường kia thì từ đây ra đó thì tầm khoảng 100m thôi. Đó. Còn hướng ngược lại là con đường này thì thông qua gói 7 anh chị. Đó, thông qua gói 7 luôn ha, rất là gần. Đó. Nhà xây rất là nhiều ra anh chị. Đó. Hiện tại thì với cái quỹ đất thành phố Nha Trang ít lại như thế này thì tầm khoảng 2-3 năm nữa thôi là Mỹ Gia thì lấp đầy dân cư đó anh chị. Nói chung một vài năm vừa qua thì Mỹ Gia giao dịch rất là nhiều đó, nên là giá đất thì Mỹ Gia thì nó cũng có gọi là có sự tăng mạnh đó anh chị, chứ không có gọi là đứng đâu đó, giá rất là tốt. Thì từ vị trí em đang đứng á, là đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp á, là chỉ tầm khoảng 200m thôi anh chị, rất là gần đó. Đường Võ Nguyên Giáp ở hướng này thì đi ra đường Võ Nguyên Giáp rồi qua cái cầu Quán Trường là chúng ta đã tới bên chỗ Phước Hải rồi đó, rất là gần ha anh chị ha. Lô đất ở đây, lô đất này thì diện tích là 100m², ngang 5m đó. Rất là đẹp, xây nhà rất là đẹp. Ở đây thì xây nhà gọi là theo thiết kế chủ đầu tư đó. Nhưng mà nói chung là khu đô thị Mỹ Gia thì được quy hoạch hoàn chỉnh rồi anh chị đó. Nếu anh chị nào đã tìm hiểu rồi thì Mỹ Gia cũng là một trong những dự án lớn của thành phố của tỉnh Khánh Hòa đó. Rất là đẹp. Đó. Hơn nữa cái gói 5 này á, là gần được một cái là nó gần sông nữa anh chị, nó dép sông nữa đó. 50m 70m là chúng ta đã tới bờ sông rồi, 70m đó, rất là mát ha. Giá ở cái lô này á, thì hơn 40 triệu mét thôi anh chị, chỉ hơn 40 triệu mét vuông thôi đó, là anh chị đã có thể sở hữu cái mảnh đất này rồi. Khu Mỹ Gia thì rất là đẹp anh chị, em rất là thích luôn. Nói chung là cũng không có điều kiện để vô đây ở, chứ có điều kiện thì không vô đây ở, tại vì thấy đường xá nó rất là rộng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó nằm cạnh bên thành phố Nha Trang luôn đó, nó nằm sát bên Nha Trang luôn, thì nói chung là nó cũng là thành phố, nó cũng gọi là gọi là trung tâm thành phố Nha Trang đó anh chị, rất là gần ha. Đó. Nay thì em cũng đi làm clip ngắn để mà review sơ cho anh chị. Hôm nay thì ở gói 5 nha anh chị đó. Đường thì đường thông ra gói 7 nè. Rồi đường này thì thông ra bờ kè, rồi quẹo ra một cái là ở Nguyên Giáp thôi đó, mới được gần ha. Giá thì ngoài hơn 40 triệu mét thôi, chỉ hơn 40 triệu một xíu thôi, rất là rẻ. Còn nói chung là cái quỹ đất này thì nó phục vụ cho mục đích xây ở rất là nhiều. Những anh chị chọn Nha Trang là điểm đến, là điểm gọi là an cư lạc nghiệp á, chọn Mỹ Gia rất là nhiều. Đâm ra thì giá đất thì nó cũng có tăng trong nhiều năm qua đó. Những anh chị nào đã tìm hiểu về Mỹ Gia rồi thì có thể kết nối với em để em chia sẻ thông tin về lô này, anh chị có thể đầu tư dài hạn hoặc là có thể mua để mà xây ở. Còn những anh chị nào chưa tìm hiểu thông tin về khu đô thị Mỹ Gia thì có thể liên hệ nhắn tin trực tiếp với em để em tư vấn chi tiết về cái dự án khu đô thị Mỹ Gia, rồi giúp anh chị có cái nhìn tổng quát hơn về dự án này. Đó. Hôm nay thì em cũng có một chia sẻ ngắn gọn như thế này. Đó, trời cũng sắp mưa rồi. Anh chị nhớ cho em xin một like, một đăng ký nha. Coi như đó là cái động lực mà để giúp em đi quay video thường xuyên cho anh chị hơn, cập nhật những cái thông tin bất động sản ở Khánh Hòa cho anh chị hơn ha. Đó, em chúc anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi clip tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.